Hôm nay cô rất vui vì được đồng hành cùng các em trong chương trình dạy học trên truyền hình do Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam tổ chức. Ở tiết học này, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu một tác giả tiêu biểu của văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới, đó chính là nhà văn Nguyễn Minh Châu. Khi nhắc đến nhà văn Nguyễn Minh Châu, chắc hẳn các em sẽ không cảm thấy xa lạ, bởi chúng ta đã từng biết đến nhà văn thông qua một tác phẩm đã học ở chương trình lớp 9 đó chính là truyện ngắn Bến Quê. Vậy thì với tác phẩm chiếc thuyền ngồi xa ngày hôm nay, cô sẽ định hướng cho các em những kiến thức cơ bản về nội dung lẫn nghệ thuật. Thứ nhất, về mặt nội dung, các em sẽ cảm nhận được những chiêm nghiệm sâu sắc của nhà văn về cuộc đời, về nghệ thuật, về cách nhìn đời, nhìn người. Về nghệ thuật, các em sẽ cảm nhận được tài năng nghệ thuật của nhà văn khi xây dựng một tình huống truyện độc đáo, có ý nghĩa khám phá phát hiện về đời sống. Kết hợp với điểm nhìn đa chiều, lời văn sâu sắc như ba. Về mặt kỹ năng, cô hy vọng rằng sau khi học truyện ngắn dưới thì ngoài xa, các em sẽ có thêm những kỹ năng để đọc hiểu một tác phẩm truyện ngắn hiện đại. Và bây giờ, cô và các em sẽ cùng đi vào phần bài học ngày hôm nay. Chúng ta đi vào phần một la mã tìm hiểu chung vài nét về tác giả tác phẩm. Theo một lẽ thông thường, các em hay lướt qua phần tác giả tác phẩm mà các em quên mất một điều bất kỳ một tác phẩm văn học nào khi ra đời cũng chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố từ thời đại cuộc đời nhà văn hoàn cảnh sáng tác tất cả những yếu tố này đôi khi là một chiếc chìa khóa để các em giải mã những tín hiệu nghệ thuật có trong tác phẩm và có một vấn đề thực tế nữa đó là bất kỳ một đề văn nghị luận văn học nào thì yêu cầu về tác giả tác phẩm là một yêu cầu không thể thiếu Vậy thì với nhà văn Nguyễn Minh Châu, các em sẽ quan tâm đến những cái yếu tố nào? Đây chính là chân dung của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Và các em thấy rằng khi các em tìm hiểu về một tác giả văn học, các em phải lưu ý cho cô ba vấn đề. Thứ nhất, đó là cuộc đời của nhà văn, đặc biệt là những yếu tố cuộc đời có ảnh hưởng đến sự nghiệp văn học. Cái thứ hai đó là phong cách nghệ thuật, tức là những dấu ấn nghệ thuật đã ghi dấu vào trong tác phẩm. Và thứ ba đó chính là sự nghiệp sáng tác của nhà văn. Bây giờ các em đi vào tìm hiểu cuộc đời của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Thế thì cuộc đời nhà văn Nguyễn Minh Châu, các em sẽ lưu ý những cái thông tin cơ bản nào? Trước hết, các em thấy rằng Nguyễn Minh Châu sinh năm 1930, mất năm 1989. Nguyễn Minh Châu sinh ra ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Nói như nhà văn Nguyễn Tường Lăng, ai đã từng một lần đến với vùng đất lật thơi, huyện Quỳnh Lưu, sẽ cảm nhận được đây là một vùng đất vốn dạt giàu mạch thư hương và sắc phát về văn. Vùng đất ấy, nói như Nguyễn Minh Châu, đó là một vùng đất giàu huyền thoại mà ngay cả mắt kết cũng không thể tưởng tượng được. Đó là vùng đất vừa phong cảnh hữu tình, vừa hiền hòa, vừa dữ dội và tất cả đã in dấu trong con người cũng như trong sáng tác của Nguyễn Minh Châu. Nguyễn Minh Châu là một nhà văn rất nặng nợ với quê hương. Ngay trong tác phẩm cuối cùng, tác phẩm phiên chợ giác được viết trên giường bệnh, ông cũng đã thể hiện những cái ám ảnh về quê nhà. Ông nói rằng, nếu như tôi có thể tiếp tục được sống, tôi chắc chắn sẽ viết một tác phẩm về làng mình. Như vậy, các em thấy rằng chất nghệ đã in đậm trong con người cũng như trong tác phẩm Nguyễn Minh Châu có một dấu ấn cuộc đời đã ghi dấu trong sáng tác của ông. Đó là năm 1950, khi Nguyễn Minh Châu còn là một học sinh của chuyên khoa của trường Huỳnh Túc Kháng. Nguyễn Minh Châu đã tham gia bộ đội. Và đầu những năm 60, Nguyễn Minh Châu đã chuyển công tác về tạp chí quân đội. Như vậy, các em thấy rằng Nguyễn Minh Châu vừa là một người lính, nhưng đồng thời vừa là một nhà văn. Chính vì vậy, Nguyễn Minh Châu đã thấu hiểu sâu sắc bức chân dung người lính cũng như hiện thực chiến trường. Trước năm 1975, Nguyễn Minh Châu là một người lính, là một nhà văn quân đội trưởng thành trong khối lửa chiến tranh. Thế nhưng, sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Minh Châu không chỉ dừng lại ở đó. Sau năm 1975, và đặc biệt là bắt đầu từ những năm 80, Nguyễn Minh Châu đã nổi lên như một hiện tượng, với hàng loạt những chuyện ngắn, với những cái đội mới về tư tưởng, về quan điểm, với những cách tăng nghệ thuật. Và không phải ngẫu nhiên, nhà văn Nguyên Ngọc đã cho rằng, Nguyễn Minh Châu thuộc thế hệ những nhà văn mở đường tinh anh và tài năng nhất của văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới. Với một đời văn miệt mài, một đời lao động nghệ thuật không ngừng nghỉ, năm 2000 Nguyễn Minh Châu đã được nhà nước tặng thưởng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Bây giờ các em sang phần thứ hai đó là phần phong cách nghệ thuật. Để tìm hiểu về phong cách nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Minh Châu, các em sẽ dựa vào sự nghiệp sáng tác của ông sự nghiệp sáng tác Nguyễn Minh Châu chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, trước năm 1975. Giai đoạn này, Nguyễn Minh Châu là một nhà văn quân đội trưởng thành trong khối lửa chiến tranh. Chính vì vậy, sáng tác của ông theo khuynh hướng sự thi lãng mạn, kết hợp với bút pháp trữ tình giàu chất thơ. Để tìm hiểu nét phong cách này, kèm có thể tìm đọc tác phẩm Mảnh trăng cuối rừng. Trong dòng chảy của văn học cách mạng, Nguyễn Minh Châu vẫn lặng lẽ tìm cho mình một hướng đi riêng, đó là nhà văn vẫn quan tâm đến cuộc sống, vẫn quan tâm đến con người, đặc biệt là ông có ý thức tìm kiếm cái vẻ đẹp bên trong con người, nhà văn gọi đó là những vẻ đẹp khuất lấp. Có thể thấy rằng sau năm 1975, đặc biệt là từ sau những năm 80, tác phẩm Nguyễn Minh Châu đã chuyển hẳn sang cảm hứng đời tư thế sự với những vấn đề về đạo lý, về triết lý nhân sinh. Muôn mặt đời thường đã hiện lên trong tác phẩm của ông. Những vấn đề mà ở giai đoạn văn học trước vì hoàn cảnh văn học tạm thời gác lại, tạm thời không đề cập đến thì bây giờ đã trở thành một cái sự quan tâm của của văn học. Nguyễn Minh Châu đã thực sự dũng cảm bước vào một cuộc giao tranh mới. Đó là cuộc giao tranh giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái cao thượng và cái thấp hèn. Cuộc giao tranh ấy vốn không ồn ào, không mưa bom lửa đạn, thế nhưng nó vẫn từng ngày từng ngày âm ỉ lặng lẽ trong mỗi chúng ta và trong cuộc sống xung quanh chúng ta có thể thấy rằng ở hai giai đoạn sáng tác phong cách nghệ thuật của nguyễn minh châu đã có một sự khác biệt điều này thể hiện được cái trăn trở cái nỗ lực của nhà văn trong cái hành trình sáng tạo của mình thế nhưng có một điểm thống nhất đó là dù sáng tác ở giai đoạn nào thì tác phẩm của nguyễn minh châu vẫn đề cập đến cuộc sống đến con người ông luôn lặng lẽ kiếm tìm những hạt ngọc ẩn dấu bên trong con người. Như vậy, nhà văn Nguyễn Minh Châu là một nhà văn rất nặng nợ với cuộc đời. Ông luôn nhìn cuộc đời bằng cái nhìn chịu nặng yêu thương, nhưng cũng đầy niềm tin đối với con người. Về sự nghiệp sáng tác của nhà văn Nguyễn Minh Châu, thì cô có một cái nhận xét, đó là sáng tác của Nguyễn Minh Châu tuy không đổ sổ, nhưng rất đa dạng về thể loại. Ông sáng tác ở thể loại truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết, bút ký và phê bình ở đây chúng ta có thể kể đến một số tác phẩm chính trên hai cái lĩnh vực đó là tiểu thuyết và truyện ngắn về tiểu thuyết Nguyễn Minh Châu có tập Cửa sông năm 1967, tiểu thuyết dấu chân người lính năm 1972 và tác phẩm Miền trái năm 1977 về tập truyện ngắn ông có tập Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành năm 1983, tập Bến quê năm 1985 và cọ Lao năm 1989. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu những cái thông tin cơ bản về cuộc đời và sự nghiệp của nhà văn. Kèm cố gắng lưu ý những cái vấn đề này để có thể vận dụng vào bất kỳ một cái đề văn nào liên quan đến tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa. Bây giờ các em đi vào phần thứ hai đó là về tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa. Thứ nhất là về xuất xứ của tác phẩm. Các em thấy rằng tác phẩm này được hoàn thành vào tháng 8 năm 1983. Đây là một cái giai đoạn có ý nghĩa quan trọng trong cái nền văn học Việt Nam lúc ấy. Tác phẩm này được hoàn thành vào tháng 8 năm 1983. Đây là một cái giai đoạn, một cái thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Minh Châu cũng như văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới. Bởi vì ở giai đoạn này, văn học đang tự đổi mới, tự làm mới mình và nói như Nguyễn Minh Châu là văn học đang tự lọc mới mình để có thể thay đổi. Nếu như ở giai đoạn văn học trước, văn học đề cập đến những vấn đề lớn, những vấn đề có ý nghĩa cộng đồng, đề cập đến chủ nghĩa anh hùng, khuynh hướng ngợi ca, thì bây giờ văn học bắt đầu quan tâm đến số phận, những cái gốc khuất riêng tư của của con người. Và những cái gốc khuất ấy, nó lại làm nên cái sự chân thật của, của cuộc sống. Đầu tiên thì tác phẩm này in trong tập Bến Quê năm 1985. Thế nhưng đến năm 1987, khi nhà xuất bản văn học bắt đầu làm một cái tập truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu sau năm 1975, thì đã lái nhang đề chiếc thuyền ngồi xa để làm tên chung cho cả tập truyện. Điều đó có ý nghĩa nhà văn Nguyễn Minh Châu đã thực sự dành nhiều trăn trở và tâm huyết cho tác phẩm này. Và đây là cái tác phẩm tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Minh Châu ở giai đoạn thứ hai sau năm 1975. Bây giờ chúng ta sang phần B nhỏ, tóm tắt tác phẩm. Truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa là sự đan cài giữa hai câu chuyện. Cái câu chuyện thứ nhất đó chính là cái chuyến đi sang ảnh của nghệ sĩ Phùng cho bộ lịch với cái chủ đề thuyền và biển. Như vậy, Phùng đã nhận được nhiệm vụ phải tìm được một cái tấm ảnh vào một buổi sáng có sương mù và một cái không một cái bức ảnh và một cái bức ảnh hoàn toàn tĩnh vật không có con người. Thế thì trên cái hành trình kiếm tìm nghệ thuật ấy, người nghệ sĩ Phùng lại bắt gặp một cái câu chuyện thứ hai. Đó chính là cảnh ngộ ngang trái trong gia đình người đàn bà làng chài. Như vậy, sự đang cài giữa hai câu chuyện đã góp phần làm nổi bật lên cái chiêm nghiệm của nhà văn Nguyễn Minh Châu về cuộc đời, về nghệ thuật. Bây giờ các em sang phần Hai La Mã đọc hiểu tác phẩm. Thế thì đối với tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa, cũng như bất kỳ một cái tác phẩm nghệ thuật nào, đặc biệt là những tác phẩm hay, sẽ chứa đựng rất nhiều những cái mật ngầm tư tưởng. Mỗi người sẽ có một cách nhìn riêng, một cách khám phá riêng với một bố cục khác nhau. Và ở trong tác phẩm này, cô sẽ định hướng cho các em những cái vấn đề cơ bản. Cô hy vọng rằng những cái vấn đề này sẽ giúp cho các em hiểu rõ hơn về tư tưởng của nhà văn gửi gắm trong, trong tác phẩm. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về tình huống truyện cái quá trình nhận thức của nghệ sĩ phùng bởi vì khi nói đến một tác phẩm truyện ngắn thì tình huống truyện chính là một yếu tố không thể không nhắc đến vấn đề thứ hai đó chính là hiện thực cuộc sống thời hậu chiến thông qua cuộc đời của các nhân vật người ta nói rằng tác phẩm nguyễn minh châu có tính luận đề điều đó không sai tác phẩm nguyễn minh châu vốn đề cập đến những vấn đề có tính triết lý những vấn đề đạo đức nhân sinh Thế nhưng Nguyễn Minh Châu vốn là một người rất nặng nợ với cuộc đời. Ông luôn khắc khỏi về về cuộc sống về con người. Đặc biệt là cuộc sống thời hậu chiến. Cho nên những cái vấn đề về hiện thực cuộc sống thời hậu chiến là điều mà Nguyễn Minh Châu luôn trăn trở. Cái vấn đề thứ ba đó chính là cái tấm ảnh trong bộ lịch năm ấy. Đây là một cái hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng và nó gửi gắm rất nhiều những cái thông điệp nghệ thuật của của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Thế thì à, cái bài giảng của cô trong 3 tiết sẽ triển khai trên 3 ý chính. Vấn đề thứ nhất đó là tình huống truyện, quá trình nhận thức của nghệ sĩ Phùng. Vấn đề thứ hai đó là hiện thực cuộc sống thời hậu chiến thông qua câu chuyện cuộc đời của các nhân vật. Và cái vấn đề thứ ba đó chính là tấm ảnh trong bộ lịch năm ấy. Bây giờ cô và các em sẽ đi vào tìm hiểu vấn đề thứ nhất. Đó là vấn đề tình huống truyện, quá trình nhận thức của nghệ sĩ Phùng. Thế thì trước khi đi vào cái tình huống của câu chuyện, cô sẽ nhắc lại cho các em một số kiến thức cơ bản về tình huống truyện. Ở đây cô sẽ không giảng lại bởi vì những cái vấn đề này các em đã học ở tiết học trước và đặc biệt trong cái tiết học về tác phẩm vợ nhặt, thầy hiệp đã giảng rất kỹ. Cho nên à, cô hy vọng rằng với cái sự gợi nhớ này thì sẽ giúp các em khắc sâu hơn cái kiến thức của mình. Đầu tiên À, chúng ta sẽ đi vào khái niệm về tình huống truyện. Có rất nhiều khái niệm về tình huống truyện và những cái khái niệm đó mang cái tính chất rất hàng lâm. Có rất nhiều cách định nghĩa về tình huống truyện và những cách định nghĩa đó có thể mang cái tính chất rất là hàng lâm. Thế nhưng mà ở trong bài học này thì cô lại muốn mang đến cho các em một cái khái niệm rất nôm na để các em có thể nhận biết về tình huống truyện khi các em đọc bất kỳ một cái chuyện ngắn nào. Vậy thì thế nào là tình huống truyện? hiểu một cách nôm na tình huống truyện chính là cái sự kiện đặc biệt được nhà văn xây dựng trong tác phẩm. Đó là nơi mà cuộc sống được hiện lên một cách đậm đặc nhất, là nơi mà nhân vật bộc lộ mình một cách rõ nhất. Và tất nhiên tại tình huống truyện thì chủ đề tư tưởng được bộc lộ rõ nhất. Với nhà văn Nguyễn Minh Châu của chúng ta, ông gọi đó là tình thế truyện. Và bằng cái kinh nghiệm sáng tác truyện ngắn của mình, ông cho rằng với một nhà văn tài năng, khi anh sáng tạo truyện ngắn, việc tìm ra được một tình thế truyện có nghĩa là cái công việc sáng tác đã hoàn thành một nửa. Như vậy, nhà văn Nguyễn Minh Châu đã nhấn mạnh cái vai trò của tình huống truyện trong một tác phẩm truyện ngắn. Bây giờ chúng ta sang cái ý thứ hai đó là phân loại tình huống truyện. Thế thì cũng có rất nhiều cách để chúng ta phân loại tình huống truyện. Thế nhưng ở đây cô sẽ phân loại tình huống truyện theo cách mà Kem các đã học ở những tiết trước bởi vì cô muốn các em có một cái sự thống nhất về mặt kiến thức từ tiết học này đến tiết học khác mặc dù là các em đang học trên truyền hình với rất nhiều những thầy cô khác nhau. Vậy thì về tình huống truyện chúng ta có thể chia làm ba loại. Thứ nhất đó là tình huống hành động. Thế thì cái tình huống hành động này các em có thể bắt gặp trong truyện ngắn vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hồi, cái tình huống mà Mỹ đã cỡ trối cho A Phủ. Cái tình huống thứ hai đó là tình huống tâm trạng. Ở đây chúng ta có thể ví dụ cái tình huống đợi tàu của những người dân trong phố huyện trong tác phẩm hai đứa trẻ của nhà văn Thạch Lam và cái tình huống thứ ba đó là tình huống nhận thức. Cô muốn dành một ít thời gian để nói kỹ hơn về cái tình huống chuyện này và cô muốn ví dụ một cái tác phẩm cũng của nhà văn Nguyễn Minh Châu đó chính là tác phẩm Biển quê để các em có một sự sâu chuỗi rằng với nhà văn Nguyễn Minh Châu, ông thường xây dựng những tình huống nhận thức Và một kiểu nhân vật thường xuất hiện trong tác phẩm của Nguyễn Minh Châu Đó chính là kiểu nhân vật luôn sám hối, luôn thức tỉnh, luôn vỡ lẽ về mình Trên các hành trình hoàn thiện nhân cách Thế thì ở nhân vật dĩ chúng ta thấy rằng Sau những tháng ngày buôn ba khắp mọi miền đất nước Khi anh ta bị bạo bệnh, nằm trên giường bệnh Anh ta vỡ lẽ ra nhiều điều Anh ta nhận được cái vẻ đẹp của người vợ, cái vẻ đẹp của sự tạo tầng, sự yêu thương, sự cam chịu. Anh ta nhận được cái vẻ đẹp. Anh ta nhận ra được cái vẻ đẹp của bãi bồi bên kia sông, một cái vùng đất rất gần, rất quen thuộc. Thế nhưng chưa bao giờ anh đặt chân đến. Từ cái sự thức nhận đó, phải chăng Nguyễn Minh Châu nói rất nhiều điều? Thế nhưng có một cái điều luôn động lại trong chúng ta, đó là gì? Hạnh phúc luôn là những điều rất giản đơn, rất bình dị. Thế nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng nhận ra được. Vậy thì trên cơ sở phân loại tình huống truyện, cô và các em sẽ thống nhất với nhau một điều, đó là cái tình huống trong tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa là tình huống nhận thức. Bây giờ các em đi vào cái phần B nhỏ, tình huống ngồi bãi biển với hai phát hiện ban đầu của nghệ sĩ Phùng. Thế thì các em thấy rằng là cái quá trình nhận thức của nghệ sĩ Phùng được nhà văn Nguyễn Minh Châu xây dựng trên hai cái tình huống nhỏ. Tình huống thứ nhất đó là tình huống ngồi bãi biển và cái tình huống thứ hai đó là cái tình huống trong à trong tòa án thế thì hai cái tình huống này sẽ nổi bật lên cái quá trình gì cái quá trình à, vỡ lẽ của Phùng về rất nhiều vấn đề về cuộc đời về nghệ thuật thế thì với cái tình huống ngồi bãi biển này nó bắt đầu từ sự phân công của anh trưởng phòng anh trưởng phòng phân công cho Phùng phải chụp được một cái tấm ảnh với cái chủ đề thuyền và biển một cái tấm ảnh có sương mù một tấm ảnh hoàn toàn tĩnh vật và không có bóng dáng con người. Thế thì đây là một cái thử thách đối với với Phùng, bởi vì bây giờ đã là tháng 7 và tháng 7 thì không thể có sương mù được. Phùng đã chọn vùng biển miền Trung bởi vì nơi đây chính là cái chiến trường xưa của anh và nơi đây cũng có những người đồng đội cũ của anh, trong đó có chánh án Đậu. Vậy thì sau rất nhiều những cái ngày bon ba chờ đợi vào một buổi sáng, Phùng đã bắt gặp một khung cảnh tuyệt đẹp. Và chúng ta gọi đó là cái phát hiện thứ nhất của nghệ sĩ Phùng. Đó là cái phát hiện về cái đẹp, về vẻ đẹp của tạo hóa. Thế thì Phùng đã bắt gặp một khung cảnh tuyệt đẹp. Với anh đó là một cái cảnh đất trời cho. Một cái báo vật của tạo hóa mà bất kỳ một người nghệ sĩ nào trong suốt cuộc đời cầm máy ảnh của mình cũng khao khát được một lần bắt gặp. Thế nhưng không phải nghệ sĩ nào cũng có thể bắt gặp. Dưới con mắt của một người nghệ sĩ, Phùng đã nhận thấy rằng đó là một bức tranh mực tàu của một dân họa thời cổ. Với những đường nét, với những hình ảnh, mũi thuyền in một nét mơ hồ, lòe nhòe, trong bầu sương mù trắng như sữa, có pha đôi chút hồng hồng của ánh nắng mặt trời chiếu vào. Hình ảnh con người thì người lớn, lặng trẻ con, ngồi im phăng phắc. Một khung cảnh hài hòa từ đường nét, ánh sáng, màu sắc. Một khung cảnh tuyệt đẹp một cái bức tranh một cái tấm ảnh mà có lẽ cả một đời cầm máy ảnh của Phùng anh đã diễm phúc được bắt gặp vậy thì trước cái khung cảnh rất đẹp ấy cái cảm xúc của người nghệ sĩ như thế nào chúng ta thấy rằng đầu tiên Phùng thấy bối rối có cái gì đó trong tim như bốc thắt vào đó chính là sự rung động của Phùng trước cái đẹp đây là một cảm xúc rất đáng trân quý bởi vì các em thấy rằng đối với một người nghệ sĩ đầu tiên anh phải có một tâm hồn anh phải có một sự nhạy cảm một tình yêu đối với cái đẹp cái thứ hai trong khoảnh khắc anh như khám phá được cái chân lý của sự toàn thiện khám phá cái khoảnh khắc trong ngần của tâm hồn và anh chợt nhớ đến một câu nói của ai đó phải chân bản thân cái đẹp chính là đạo đức quan niệm về cái đẹp ở đây khiến chúng ta chợt liên tưởng đến cái quan niệm về cái đẹp trong tác phẩm chữ người tự tù của nhà văn nguyễn tuân nguyễn tuân là một nhà văn suốt cuộc đời đi tìm cái đẹp nguyễn tuân là một nhà văn luôn tôn thờ cái đẹp quan niệm về cái đẹp của nguyễn tuân trong tác phẩm này là gì với ông cái đẹp không chỉ là ở tài năng ở những nét chữ vuông tươi tắn trên tấm lụa bạch mà cái đẹp ở thiên lương ở nhân cách cái đẹp không chỉ khiến con người ta trầm trồ ngưỡng mộ mà cái đẹp khiến con người ta phải thức tỉnh phải dai dứt phải tự suy nghĩ về mình. Đặc biệt là chi tiết của tác phẩm. Một dòng nước mắt rỉ ra trong kẻ miệng. Kẻ mê muội này sinh bái lĩnh. Như vậy các em thấy rằng trong cảm nhận của người nghệ sĩ Phùng trước mắt anh không chỉ là cái đẹp mà là cái thiện, là sự thanh lọc tâm hồn của chính mình. Như vậy trước mắt Phùng ở đây không chỉ là cái đẹp mà là cái thiện. Một cái thiện có khả năng thanh lọc tâm hồn con người. Chính vì vậy, một cái cảm xúc thăng hoa, cảm xúc hạnh phúc đang lan tỏa trong tâm hồn Phùng. Không chần chừ thêm được nữa, anh đã đặt chiếc máy ảnh trên bánh xích của một chiếc xe tăng hỏng và bấm liên thanh một phần tư cuộn phim. Như vậy, chúng ta thấy rằng cái cảm xúc của người nghệ sĩ đó là sự rung động, sự tự thanh lọc và cái cảm xúc thăng hoa trước cái đẹp. Chỉ có điều cái cảm xúc ấy nó lại không tồn tại được lâu. Phải chăng bản thân cái đẹp là một sự mong manh và dễ vỡ, nhất là khi chiếc thuyền lưới vó đi vào bờ. Vậy thì khi chiếc thuyền lưới vó ấy đi vào bờ, Phùng đã phát hiện những gì? Chúng ta gọi đó là sự phát hiện về hiện thực đời sống. Và liệu rằng cái hiện thực đời sống này nó có thi vị lãng mạn như cái bức tranh chiếc thuyền lưới vó ngồi kia hay không? Kèm tiếp tục theo dõi sách giáo khoa. Chúng ta thấy rằng đi ra từ chiếc thuyền lưới vó là một người đàn bà xấu xí, một người đàn bà thô kệch cao lớn, khuôn mặt tái ngắt sau một đêm thức trắng vì kéo lưới. Rồi tiếp đến là một người đàn ông độc dữ, cái độc dữ của người đàn ông thể hiện thông qua hai chi tiết. Chi tiết thứ nhất là cái tiếng quát của người đàn ông. Ngồi nguyên đáy, động đậy, tao giết cả mày bây giờ. Và cái độc dữ này nó còn thể hiện ở cái ánh mắt của người đàn ông. Hàng lông mày trái nắng rụ xuống đôi mắt đầy độc dữ. Như vậy, các em thấy rằng đằng sau cái đẹp là cái xấu, là mầm móng của của cái ác. Và đằng sau cái cái đẹp còn là một cái sự thật tàn nhẫn đang sắp bày ra trước trước mắt phùng. Đó chính là cái hình ảnh của cảnh bạo hành hình ảnh người đàn ông đã dùng chiếc thắt lưng hoặc tới tấp trên lưng người đàn bà một nhát hoặc xuống hắn lại nguyền rủa bằng một cái giọng riêng rị đầy đau đớn mày chết đi cho ông nhờ chúng mày chết hết đi cho ông nhờ người đàn bà không phản ứng cũng không trốn chạy dường như ở họ đã có một sự ngầm quy ước nào đó Cạnh bạo hành lại còn tiếp tục bởi hình ảnh cảnh bạo hành lại còn được tiếp tục bởi hình ảnh của thằng pháp thằng bé đã nhảy bổ vào người đàn ông như một viên đạn trên đường lao đến đích. Nó đã giật chiếc thắt lưng trên tay người đàn ông, hoặc cái khóa sắt vào giữa khu ngực rằng vạm vỡ. Cảnh bạo hành này không diễn ra một lần, mà đặc biệt ở lần thứ hai, chúng ta lưu ý cái con dao găm được giấu trong cặp quần của của thằng bé. Hình như nó đang muốn làm một điều gì đó rất khủng khiếp. Như vậy, các em thấy rằng một cái hiện thực, một cái cảnh tượng trần trụi và tàn nhẫn đã hiện ra. Như vậy, đằng sau cái chiếc thuyền lưới vó thơ mộng kia là một hiện thực vô cùng tàn nhẫn. Vậy thì cái cảm xúc của người nghệ sĩ Phùng lúc đó là gì? Trong mấy phút đầu, Phùng cứ há mồm ra mà nhìn. Anh không thể tin nổi trước mắt mình. Đằng sau chiếc thuyền thơ mộng ấy là bao nhiêu sự thật tàn nhẫn. Tiếp đến, chúng ta thấy rằng phùng đã vứt chiếc máy ảnh xuống đất và chạy ào tới chiếc máy ảnh này đang thu giữ trong đó một tấm ảnh một cái đẹp mà phùng đã phải chờ đợi phải vất vả và phải thật may mắn lắm mới có được thế nhưng ngay trong khoảnh khắc đó phùng đã vứt chiếc máy ảnh và lao đến để bảo vệ người đàn bà trong khoảnh khắc phùng đã tạm thời từ bỏ cái thiên chức của một người nghệ sĩ để làm một con người bình thường, một con người chân chính, biết bảo vệ cái thiện, biết bảo vệ cái khổ. Như vậy, các hành động của Phùng là một hành động sắc đáng trân quý. Nhà văn Nguyễn Minh Châu đã dành một cái đoạn văn khá dài để miêu tả về cái cảm xúc của Phùng ngay trong khoảnh khắc đó, nhất là khi chiếc thuyền lưới vó đã biến mất như một câu chuyện cổ đầy quái đản không gian bây giờ chỉ còn lại phùng và thẳng phát một cái bãi cát hoang sơ mênh mông kèm thấy rằng truyện ngắn nguyễn minh châu không chỉ hấp dẫn người đọc bởi những tình huống truyện độc đáo mà còn ở cái lời văn sâu sắc và dư ba cái hoang vắng cái mênh mông này không chỉ là cái hoang vắng mênh mông của cảnh vật mà là cái hoang vắng mênh mông trong tâm hồn người cái sự ngơ ngác và hụt hẫng khi cái cảm xúc cái sự thăng hoa trong phùng bây giờ hoàn toàn vỡ vụn cái tâm hồn nhạy cảm của anh dường như đang bị tổn thương bởi cái hiện thực mà anh đang chứng kiến như vậy hai phát hiện là hai hình ảnh hoàn toàn đối lập vậy thì nhà bà nguyễn minh châu muốn gợi gắm điều gì kèm thấy rằng ở đây có một sự bừng ngộ trong tâm hồn của người nghệ sĩ có rất nhiều vấn đề Tuy nhiên, cái vấn đề đầu tiên mà chúng ta có thể nhận thấy được đó chính là cuộc sống vốn nhiều nghịch lý và mâu thuẫn. Cuộc sống luôn tồn tại giữa cái đẹp và cái xấu, giữa cái thiện và cái ác. Không phải ngẫu nhiên, nhà văn Nguyễn Minh Châu đã đặt nhan đề tác phẩm là Chiếc Thuyền Ngồi Xa. Đó không chỉ là một hình ảnh thực, mà là một hình ảnh có ý nghĩa biểu tượng. Trong sáng tác của Nguyễn Minh Châu, thường sử dụng rất nhiều những hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng. Các em có thể bắt gặp cái biểu tượng bức chân dung trong truyện ngắn bức tranh, cái biểu tượng giắt chim bao trong truyện ngắn người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành, rồi thậm chí cái bãi bồi trong truyện ngắn bến quê. Những cái biểu tượng ấy vốn chứa đựng tầng tầng lớp lớp ý nghĩa và nó tạo nên sự đa chiều trong trong tiếp nhận. Vậy thì với cái hình ảnh chiếc thuyền ngồi xa, Nguyễn Muôn Châu muốn gợi gắm một điều gì? Trước hết đó là cái hình ảnh về cuộc đời. Cuộc đời có lúc rất thi vị, rất lãng mạn như cái hình ảnh chiếc thuyền lưới vó. Thế nhưng cuộc đời vẫn tồn tại trong kênh những hiện thực, những tàn nhẫn và, và đau đớn. Cuộc đời nhìn từ xa nó càng thơ mộng, càng lãng mạn bao nhiêu thì khi ở cái khoảng cách gần con người ta đã chứng kiến biết bao nhiêu là, là tàn nhẫn. Vì vậy, chúng ta không thể nhìn cuộc đời bằng cái nhìn hời hợt, một cái nhìn bề ngồi dễ dãi. Đôi khi, mỗi người chúng ta vẫn hay nhìn cuộc đời bằng một cái nhìn rất dễ dãi. Có thể thấy rằng cái vấn đề cái nhìn không phải chỉ là vấn đề của riêng những người nghệ sĩ, mà đó còn là vấn đề của mỗi chúng ta. Thế nhưng đối với những người nghệ sĩ thì cái vấn đề cái nhìn này là một vấn đề vô cùng quan trọng. Bởi vì người nghệ sĩ không thể nhìn cuộc đời bằng cái nhìn dễ dãi và hời hợt được. Các em thấy rằng cũng là hình ảnh chiếc thuyền ngồi xa, thế nhưng ở mỗi cái khoảng cách, mỗi góc nhìn thì nó lại hiện lên với những cái hình ảnh sắc khác nhau. Cái vấn đề thứ hai đó là không nên nhìn cuộc đời bằng một cái nhìn dễ dãi, cái nhìn bề ngoài. Đôi khi chúng ta hay nhìn cuộc đời bằng một cái nhìn dễ dãi. Như vậy, cái vấn đề mà nhà văn Nguyễn Minh Châu đặt ra ở đây không chỉ là vấn đề đối với người nghệ sĩ mà còn là vấn đề đối với mỗi con người chúng ta. Thế nhưng đối với những người nghệ sĩ, vấn đề cái nhìn là một yêu cầu vô cùng quan trọng. Bởi vì người nghệ sĩ không thể nhìn cuộc đời bằng cái nhìn hời hợt. Người nghệ sĩ không thể nhìn cái vẻ bề ngồi của, của cuộc sống, không thể chỉ nhìn thấy cái chiếc thuyền lưới vó thơ mộng thi vị. Mà người nghệ sĩ phải thấy đằng sau ấy là một câu chuyện cuộc đời đầy Bi kịch. Ở đây cũng có một vấn đề đặt ra, đó chính là cái mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc đời. Các em thấy rằng nghệ thuật thì không thể nào thoát ly cuộc đời, nghệ thuật bao giờ cũng hướng đến cuộc đời, hướng đến con người. Bạn thân nhà văn Nguyễn Minh Châu cũng đã từng có một cái quan niệm về mối quan hệ giữa nghệ thuật và, và cuộc đời. Ông đã từng nói rằng văn học và cuộc đời là một đường tròn đồng tâm mà tâm điểm chính là con người. Cái vấn đề này không phải là một vấn đề mới trong văn học. Chúng ta thấy rằng đây là một vấn đề muôn thuở của văn học. Thế thì vì sao khi đặt vào trong tác phẩm Nguyễn Minh Châu và đặc biệt là những tác phẩm ở giai đoạn sau năm 1975 nó lại có một ý nghĩa vô cùng quan trọng như vậy. Các em lưu ý, trước năm 1975, nền văn học lúc ấy phải thực hiện một sứ mệnh quan trọng đó là phục vụ cuộc kháng chiến của dân tộc phải viết về cái hùng viết về cái cao cả và tạm thời quên đi những cái riêng tư những số phận của của con người cho nên trong cái thời khắc chuyển giao cái thời khắc đổi mới ấy vào những năm tám mươi thì nguyễn minh châu đã đặt ra một vấn đề đối với những người nghệ sĩ đó là hãy đưa nghệ thuật lại gần với cuộc đời hãy đưa nghệ thuật lại gần với con người hãy nhìn thấy những góc khuất bên trong tâm hồn của của con người bởi vì một tác phẩm nghệ thuật nếu như không vì cuộc đời không vì con người thì có lẽ mãi mãi sẽ không thể nào chạm đến được tâm hồn của của người đọc và khi chúng ta đặt cái quan niệm này vào cái hoàn cảnh ra đời của nó chúng ta mới thấy được cái vị trí tiên phong của nhà văn nguyễn minh châu À, các em vừa tìm hiểu về nhà văn Nguyễn Minh Châu các em cũng đã tìm hiểu về cái quá trình nhận thức của Phùng với cái tình huống câu chuyện ngồi bãi biển vậy thì cái quá trình nhận thức ấy sẽ còn tiếp tục như thế nào nữa cô và các em sẽ tiếp tục tìm hiểu ở tiết học sau tiết học ngày hôm nay đến đây là kết thúc cảm ơn sự chú ý theo dõi của các em xin chào và hẹn gặp lại các em